Bà tớ đang ốm mà tớ không đến thăm được, chán quá. Chịu thôi chứ biết làm sao. Cậu đội mưa đến thăm bà để mà ốm luôn. Giá như có một cây cầu bắc đến nhà bà nhỉ. Tớ mặc áo mưa chạy vèo cái là tới. Có đấy, có cầu vồng. Ừ nhỉ, có cầu vồng. Mà kiếm đâu ra bây giờ? Để bác hướng dẫn hai cháu nhé. Thực ra, cầu vồng được tạo ra nhờ một hiện tượng có tên là tán sắc ánh sáng. Bác sẽ tạo một cầu vồng tí hon ở trên bàn này để làm mẫu nhé. Có đèn pin, có một cục thủy tinh hình tam giác, có một tấm bảng nữa. Cháu tưởng cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa chứ. Đúng rồi, không có nước mưa thì sao có cầu vồng được ạ? Thực ra, lăng kính bằng thủy tinh này có vai trò như nước mưa đấy. Đầu tiên, ta sẽ chiếu đèn pin cho tia sáng chạy qua lăng kính. Các cháu xem có gì lạ không? Ồ, tia sáng bị lệch khỏi hướng ban đầu này. Khi tia sáng đang chạy trong không khí thì gặp phải một chất liệu khác là khối thủy tinh này. Vì thủy tinh trong suốt nên tia sáng vẫn xuyên qua được. Nhưng vì thủy tinh có cấu tạo khác không khí nên tia sáng sau khi xuyên qua sẽ bị tan sắc, trông như bị gãy khúc vậy. Ra là thế, nhưng cháu vẫn chưa thấy cầu vồng đâu cả. Đây này. Wow, thật kỳ diệu. Sao lại có hiện tượng này hả giáo sư? Người giải thích được điều này chính là nhà vật lý Isaac Newton. Ông đã làm thí nghiệm bác vừa làm để đưa ra kết luận rằng ánh sáng trắng là tập hợp của vô số màu, trong đó có 7 sắc cầu vồng này nữa. Mỗi màu có trong ánh sáng trắng lại có tính chất khác nhau. Khi đi qua thủy tinh, chúng sẽ bị tán sắc theo những cách khác nhau. Khi ấy, ta hứng được trên tấm bảng những màu sắc riêng biệt như thế này. Nếu ánh sáng có chứa tất cả các màu sắc, sao cháu lại thấy mỗi 7 màu cầu vồng thôi ạ? Vì mắt người chỉ có khả năng nhìn được dải màu từ tím đến đỏ thôi, những màu khác không nhìn được. À, cháu hiểu rồi. Mỗi hạt mưa giống như một cục thủy tinh này, tán sắc ánh sáng tạo ra 7 sắc cầu vồng. Ồ, trên trời có cả triệu hạt mưa, kết hợp lại sẽ thành một cầu vồng khổng lồ. Vậy là cháu đã biết cách làm cầu vồng rồi. Nhưng mà trời mây đen kịt thế kia thì lấy đâu ra ánh sáng? Mình bay lên hỏi mây xem sao. Hả? Cái gì? Các cậu muốn tạo cầu vồng á? Có biết cầu vồng cần có gì không? Cần nước mưa và mặt trời. Ừ, thế tớ đang gây mưa thế này, các cậu bắt tớ bay đi thì lấy đâu ra nước? Ừ nhỉ, nhưng phải có cách nào khác chứ. Còn tớ cần cầu vồng để đi thăm người ốm. Xem nào. Thôi được rồi, hôm nay mưa thế cũng tạm đủ. Trong không khí giờ sẽ có nhiều hơi nước đủ để làm cầu vồng đấy. Tớ sẽ bay đi chỗ khác làm mưa. Ôi, bạn thật tốt bụng. Cảm ơn bạn mây đen nha. Cầu vồng sau mưa thật là đẹp. Đẹp thật. Mà cậu mau đi thăm bà đi, cầu vồng sẽ tan nhanh đấy. Cảm ơn bù xù, tớ đi đây.